Trên tay của em Thảo đây là viên nang an thần ngủ nhanh của tập đoàn Trung Khoa, sẽ dành cho một là người già, thứ hai là những bác nào mà hay đi công tác xa, hay bị lạ nhà mà không ngủ được thì sẽ sử dụng sản phẩm này cho em. Bảng thành phần thì gồm có hai thành phần, thứ nhất là melatonin và thứ hai là tinh bột ngô. Melatonin thì nó chính là một hormone được tiết ra từ tuyến đục, nó sẽ tiết ra nhiều vào ban đêm và giảm dần khi trời sáng. Và những bác nào nhiều tuổi thì cái hormone này nó cũng sẽ tiết dần ít đi. Chính vì thế mà đấy là lý do vì sao mà càng già càng nhiều tuổi, càng cao tuổi thì chúng ta lại càng trở nên khó ngủ hơn. Còn thành phần thứ hai là tinh bột ngô thì tinh bột ngô nó rất giàu vitamin nhóm B. Nó có tác dụng rất tốt đối với điều trị rối loạn giấc ngủ, đặc biệt tốt đối với những ai mà điều trị rối loạn tâm thần, bao gồm là trầm cảm và tâm thần phân liệt. Tịch một lọ này của bên em sẽ có 10 viên và mọi người sẽ sử dụng cho em như sau. Với những ai mà bị khó ngủ lâu rồi ấy, khó đi vào giấc ngủ ấy, thì sẽ sử dụng uống cho em vào khoảng trước 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Còn với những người mà trẻ tuổi giống như em Thảo ấy, tức là 40 tuổi quay đầu, thì mọi người chỉ nên uống cho em trước khoảng tầm 45 phút thôi là mọi người đã đi vào giấc ngủ rồi. Và có một cái lưu ý này mà rất nhiều khách của em gặp phải. Khi mọi người uống thuốc xong mà mọi người cảm thấy hiện tượng là có cơn buồn ngủ thì ngay lập tức mọi người sẽ phải đi ngủ ngay nhá. Đừng có cố làm thêm việc gì hoặc là cố nốt câu chuyện. Khi mà nó qua giấc ngủ rồi thì rất khó để có thể đi ngủ được.